Xin chào tất cả các em đã đến với lớp học văn của cô Thu ngày hôm nay. Các em thân mến, có thể nói Y Phương là một cây bút luôn băn khoăn, trăn trở về ý nghĩa và ý thức giữ gìn những giá trị cộng đồng. Dù là thơ hay văn xuôi, tác phẩm của ông bao giờ cũng đau đáu một tấm lòng hướng về quê hương, xứ sở, về mảnh đất mình sinh ra và chôn rau cắt rốn, về dân tộc của mình và về đất nước mình. Có lẽ một bài thơ mà chúng ta không thể không nhắc đến của nhà thơ Y Phương, đó chính là bài thơ Nói Với Con. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ đi vào bài thơ Nói Với Con. Trước tiên thì chúng ta đi vào phần tìm hiểu về tác giả. Ở tiểu sử, nhà thơ Y Phương sinh năm 1948, ông tên thật là Hứa Vĩnh Sước. Quê quán ở Trùng Khánh, Cao Bằng, ông là người dân tộc Tày. Trong cái sự nghiệp sáng tác thì ông nhập ngũ vào năm 1968, phục vụ trong quân đội đến hết năm 1981, sau đó chuyển về công tác tại Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Cao Bằng. Đến năm 1993, ông là Chủ tịch Hội Văn nghệ Cao Bằng. Năm 2007, ông được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Đây là một giải thưởng cao quý, xứng đáng với những gì ông đã cống hiến cho nền văn học nước nhà. Các cái tác phẩm tiêu biểu của ông đó chính là Người Hoa Núi, Lời Chúc, Đàn Then. Về nhận định tác giả thì Nguyễn Sĩ Đại đã nhận xét Y Phương là người có quan niệm sống, quan niệm nghệ thuật một cách rõ ràng, một nhà thơ có tư tưởng, có quan niệm nghệ thuật là biểu hiện của một nhà thơ lớn. Nhà thơ Y Phương đã đóng góp đưa văn học dân tộc thiểu số đến gần hơn với độc giả và trở thành một bộ phận không thể thiếu đóng góp vào thành tựu chung của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ở phần thứ hai, chúng ta đi vào tác phẩm Hoàn Cảnh Ra Đời. Thì bài thơ này được ra đời vào hoàn cảnh rất là đặc biệt là năm 1980, khi mà đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc thiểu số ở miền núi nói riêng còn vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nhà thơ đã tâm sự rằng đó là thời điểm mà đất nước ta gặp vô vàn những khó khăn. Bài thơ là lời tâm sự của tôi với đứa con gái đầu lòng, tâm sự với con, nhưng cũng chính là nhà thơ tâm sự với chính mình và tâm sự với người đồng mình. Về ý nghĩa nhan đề, bài thơ Nói Với Con được hiểu như là sự nhắc nhở, dặn dò con cái của cha mẹ. Nhan đề của bài thơ đã thể hiện khắc đậm chủ đề tư tưởng của toàn bài. Bài thơ là lời dặn dò của cha với con về cội nguồn, truyền thống quê hương, về lẽ sống. Tác giả đã dùng nói với con thay vì cha nói với con một cách cụ thể để nâng cái thi phẩm lên thành lời nhắn nhủ đối với thế hệ mai sau. Ở phần thứ ba, đó là bố cục của bài thơ, thì bài thơ này chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Từ đầu cho đến ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời là người cha đã nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Có hai cái cội nguồn thứ nhất đó là cội nguồn trong tình yêu thương của gia đình, cội nguồn thứ hai đó là tình yêu thương của quê hương trong cuộc sống lao động. Ở phần thứ hai là tiếp theo cho đến phong tục, cây cao phong tục, thì ở cái phần này tác giả nói tới cái đức tính tốt đẹp của người đồng mình. Phần thứ ba đó chính là phần còn lại,
thì đó là lời khuyên của người cha đối với con. Cô khái quát lại, bài thơ nói với con chúng ta sẽ chia ra làm 3 luận điểm. Luận điểm thứ nhất đó là cội nguồn sinh dưỡng. Luận điểm thứ hai là phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Luận điểm thứ ba đó là lời khuyên của cha. Chúng ta đi vào phần cảm thụ tác phẩm. Ở khổ thơ thứ nhất, từ đầu cho đến ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời, thì tác giả đã nói về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người. Nó chính là cội nguồn về gia đình và cội nguồn quê hương. Ở 4 câu thơ đầu, người cha nói về cội nguồn gia đình. Con lớn lên trong tình yêu thương, sự đùm bọc, che chở của cha mẹ. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chạm tiếng nói, hai bước chạm tiếng cười. Tác giả đã sử dụng từ lấy nhịp thơ 2-3 cùng với nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, tạo nên một âm điệu tươi vui, quấn quýt. Chân phải, chân trái, một bước, hai bước, tiếng nói, tiếng cười. Với các hình ảnh rất là cụ thể, tác giả gợi ra được không khí về gia đình ấm áp, hạnh phúc của mỗi con người. Ở 7 câu thơ tiếp theo, người cha muốn nói với con cội nguồn sinh dưỡng thứ hai là quê hương. Con lớn lên trong câu hát và nhịp sống lao động của mình cùng với cái cuộc sống vô cùng là tươi vui. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Đó chính là sự tài hoa của người đồng mình trong thế giới vật chất và tài hoa trong thế giới tinh thần qua động từ đan, cài, ken. Tác giả đã diễn tả những cái động tác cụ thể trong lao động, vừa nói tới cái cuộc sống gắn bó, hòa quyện với thiên nhiên, với cả niềm tin yêu, sung sướng trong cái cuộc sống hạnh phúc khi có cả gia đình và quê hương. Nó như là nuôi dưỡng con về tâm hồn và lối sống. Người cha đã nhắc nhở cho con về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời, nhưng cách nói rất hay. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng, cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Thì cách mà tác giả đã sử dụng điệp từ cho, nghệ thuật nhân hóa rừng cho hoa, nếu như thiên nhiên đem đến ban tặng cho con người cái tinh túy của đất trời là hoa, thì con đường cho con người tấm lòng yêu thương, có đó là nghệ thuật ẩn dụ, là tất cả những người đồng mình luôn luôn chia sẻ với nhau trong những giây phút khó khăn cũng như giây phút hạnh phúc nhất. Người cha nhắc tới ngày đầu tiên ấy là ngày mà cha mẹ cưới nhau, là điểm tựa của hạnh phúc. Có như thế thì hôm nay mới có được con ra đời. Và người cha muốn nói với con về vẻ đẹp vùng quê giàu truyền thống và nghĩa tình của dân tộc mình. Để phân tích được đoạn thứ nhất này thì các em phải chú ý một số những cái từ ngữ, ví dụ như là đồng mình. Giải thích người đồng mình là gì? Người đồng mình là người cùng quê hương mình, là người cùng dân tộc mình, người cùng rộng lớn hơn, là người cùng cả một đất nước nữa. Thế thì thứ hai nữa là các em chú ý những cái động từ đan, cài, ken, hoặc là chú ý những cái điệp từ cho để nói tới cái tình yêu thương của người đồng mình. Chúng ta sang đến đoạn thơ thứ hai, người đồng mình thương lắm con ơi, cho đến người đồng mình tự đục đá kê cao quê cơ hương, còn quê hương làm phong tục. Trong đoạn này thì tác giả nói tới phẩm chất đáng quý, tốt đẹp và truyền thống văn hóa của người đồng mình. Khi nói về quê hương, người cha tự hào nói về sức sống bền bỉ, mạnh mẽ và cao đẹp của quê hương, với mong muốn là con tiếp nối phát triển. Người đồng mình thương lắm con ơi,
cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Tác giả vẫn nhắc lại cụm từ người đồng mình để khẳng định phẩm chất của người đồng mình, những người có lời nói giản dị, mộc mạc, gợi sự yêu thương gần gũi. Phẩm chất của người đồng mình đã được hiện dần qua lời nói, tâm tình của người cha. Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn, dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá, không chê đá gập ghềnh, sống trong thung, không chê thung nghèo đói. Đó chính là tấm lòng thủy chung với nơi chôn rau cắt rốn, một cuộc sống tràn ngập niềm vui và sự lạc quan. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật điệp từ, điệp ngữ, cách so sánh cụ thể, sống trên đá, không chê đá gập ghềnh, con sống ở một cái vùng núi khắc nghiệt, thiên nhiên thời tiết khắc nghiệt, địa hình cũng khắc nghiệt. Thế nhưng con không bao giờ được chê nơi con sinh ra, con cần phải sống trong sạch, thanh khiết, phóng khoáng như người con của núi rừng, qua nghệ thuật so sánh sống như sông, như suối. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì khó khăn, vất vả, cực nhọc, lên thác xuống gành là thành ngữ con không bao giờ được chê, không bao giờ được ngại khó khăn gian khổ. Lời nói của người cha đã góp phần khẳng định người miền núi tuy có nhiều khó khăn vất vả nhưng họ vẫn luôn kiên cường, sống mạnh mẽ, thiết tha với quê hương. Trước hoàn cảnh sống như vậy, cho nên người cha có một ước muốn là mong con hãy thủy chung với quê hương, rồi mong con biết chấp nhận tất cả những cái khó khăn, thử thách bằng ý chí, nghị lực và niềm tin của mình. Người đồng mình mộc mạc, dung dị, giàu ý chí, niềm tin, họ có thể thô sơ da thịt nhưng không hề nhỏ bé, yếu đuối về ý chí. Từ thô sơ da thịt, nó khẳng định cái sự mộc mạc chân chất của người đồng mình. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương làm phong tục. Họ biết nâng cao quê hương của mình, xây dựng và duy trì truyền thống phong tục tập quán. Người đồng mình họ luôn luôn tự hào về phong tục của nơi mình sinh ra. Người cha muốn nhắn nhủ cho con phải biết tự hào về truyền thống tốt đẹp, về lối sống nghĩa tình của quê hương và người đồng mình. Ở bốn câu thơ cuối cùng là phần thứ ba, là lời khuyên của người cha. Cha mong muốn là con phải tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, hãy lấy những tình cảm đó làm hành trang để vững bước trên đường đời. Con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Câu thơ ngắn lại có câu chỉ 2 tiếng, khắc sâu những điều mà cha muốn khuyên con. Sống cho cao đẹp, không bao giờ được sống tầm thường, nhỏ bé trước cuộc đời này. Con phải biết giữ lấy cốt cách giản dị, mộc mạc của người đồng mình. Con cần phải tự tin, vững bước trên đường đời, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương mình. 2 tiếng nghe con vang lên tha thiết và thể hiện cái tấm lòng bao la của người cha. Sau đây cô xin khái quát lại toàn bộ nội dung của bài học qua sơ đồ tư duy ở trên bảng. Tất cả các em nhìn lên và theo dõi cho cô. Ở bài này chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là cội nguồn sinh dưỡng. Phần thứ hai đó là truyền thống của quê hương, tức là phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Phần thứ ba đó là lời khuyên của cha, cũng đó là lời hy vọng của con. Trong cội nguồn sinh dưỡng thì có 2 cái cội nguồn cơ bản, đó là cội nguồn về gia đình và cội nguồn quê hương. Ở cội nguồn gia đình thì con lớn lên trong những tháng ngày chờ mong đợi của cha mẹ, chân phải chân trái, một bước hai bước là phép đối, tạo nên âm điệu vui tươi, tạo không khí đầm ấm hạnh phúc. Đó là tình cảm thiêng liêng mà con luôn phải khắc cốt. Cội nguồn tiếp theo là cội nguồn quê hương. Cuộc sống lao động của người đồng mình được gợi lên qua nhiều hình ảnh đẹp đẽ, đan lở,
cài lan hoa, vách nhà, ken câu hát, sử dụng các động từ đan, cài, ken, vừa diễn tả những động tác cụ thể khéo léo, vừa nói lên cuộc sống gắn bó với niềm vui. Rừng cho hoa, nhân hóa rừng không chỉ cho gỗ, cho lâm sàn mà còn cho hoa, cho những gì tinh túy nhất. Vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của tinh thần. Con đường cho những tấm lòng đó là con đường của tình yêu thương, là tấm lòng cao cả của người đồng mình cùng với sự thủy chung gắn bó nhất. Thế còn ở đến phần 2 thì tác giả nói đến phẩm chất cao đẹp của người đồng mình. Người đồng mình có ý chí mạnh mẽ, người đồng mình thủy chung tình nghĩa, người đồng mình giàu lòng tự trọng, và người đồng mình mang một cái khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp. Lời khuyên của cha là cha nhắc con không được sống tầm thường, luôn giữ lấy cốt cách giản dị, ý chí của dân tộc. Phần cuối cùng của tác phẩm đó là chúng ta đi đánh giá về nội dung và nghệ thuật. Trong bài thơ Nói với con, nội dung thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống, niềm tự hào về quê hương dân tộc mình. Qua đó ta hiểu thêm sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc miền núi, gợi nhắc đến tình cảm đẹp đẽ, quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Về mặt nghệ thuật thì đó là thể thơ tự do, mạch cảm xúc tự nhiên, ngôn ngữ mộc mạc, giàu hình ảnh, gợi cảm, biện pháp tu từ so sánh, điệp ngữ kết hợp với những câu thơ ngắn dài, góp phần diễn tả cuộc sống tình cảm của người miền núi nói chung và lời nhắn nhủ của cha đối với con. Giọng điệu thì tha thiết, trìu mến nhưng cũng có lúc là mạnh mẽ. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi và ủng hộ cho kênh học văn của cô Thu.